Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm Kỷ Hợi Phật lịch 2563. Đạo tràng của chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư, nhờ lòng từ bi mạnh của quý chư tôn đức đối với hàng Phật tử mà hôm nay đệ tử của chúng con có duyên lành được công minh đón tiếp Đại Đức Giảng Sư về đạo tràng của chúng con, sẽ thấy chúng con là kẻ sơ cơ mới vào đạo nên sự am hiểu Phật pháp còn non kém. Giờ này đây đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thân tịnh, cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư từ bi hoan hỷ quang long pháp tòa ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con làm tư lương trên bước đường tu học Phật pháp. Ngược mong Đại Đức từ bi hứa cả cho chúng con được ân riêng công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin đầu thành đảnh lễ cúng dường chư Đại Đức ba lạy.